Em xin kính chào các bác yêu âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu. Thưa quý vị và các bác, các anh em, trong cái buổi trưa ngày hôm nay 22 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị, đây là một video clip lần thứ 2 em test hai sản phẩm có giá bằng tiền nhau. Và cũng là một phương án phối ghép với đẩy và vang. Tại sao hai đôi loa này em lại đưa ra phối ghép với đẩy và vang? Thưa các bác rằng, đôi loa Dayton này có một cái công suất rất khủng. Nó có một công suất rất khủng, đặc biệt cổ của nó lại to đấy. Cho nên cái công suất này nó khá là khó ghép âm đi, đặc biệt những bác có chi phí thấp. Thì muốn khai thác hết chất âm của đôi loa này thì là một điều nó hơi bị quá tay. Chính vì vậy em đã phối ghép đôi loa này, đôi loa trước đó là đôi loa Dayton 77Z. Và ở trước cái máy quay quý vị đang được nhìn thấy đây, đây là một đôi loa Dayton DS77HRX T-Bone VKN. Hai đôi loa đời cao chót vót, hết số, hết đát. Nó sở hữu là công suất là 230W, trở kháng đều là 6 ohm. Bát sử dụng bát 32, màng carbon, gân vải, loa trung đôm và check đôm, đôi loa 77Z cũng vậy các bác nhé. Và hai đôi loa này có giá bằng tiền nhau, màu thùng giống nhau. Đặc biệt độ nặng cũng ngang ngửa nhau. Thưa quý vị và các bác các anh em, một phương án phối ghép rẻ tiền nhưng mang lại chất âm hay, đó là một chiếc đẩy của Mỹ giá 4,8 triệu, 24 sò M600NA, rất tuyệt vời. Quạt gió dòng đẩy có quạt gió, có tiếng quạt gió êm du, êm gần như là không nghe thấy tiếng động. Và một chiếc vang 1,6 triệu. Chiếc đẩy là 4,8 triệu. Và chiếc vang là 1,6 triệu. Cộng lại thì hai món đồ này nó mới có trên 6 triệu. Thế nhưng mang lại chất âm cực kỳ tuyệt vời, khai thác hết chất âm của đôi loa Dayton DS77HRX T-Bone VKN này, hoặc đôi loa Dayton DS77Z ở clip trước em đã test, nó khai thác triệt để và nghe chất âm cực kỳ hay, ấm rất sâu xa. Tiếng bass của dòng này đi gần như là quá lực, không cần phải trầm nữa. Quý vị và anh em thân mến, bây giờ thì nói về đôi loa này thì trong vài hôm trước em bán vài đôi rồi. Và hôm nay, hôm qua em vào được một tiếp một đôi. Hôm nay em đã sắp đưa lên cho các bác. Nói về e căng của nó là e căng nhựa đây các bác, rất đẹp và còn trong tình trạng nguyên bản. Một cái màu thùng vân gỗ tuyệt tác, rất tuyệt vời. Các bác đang được thấy, rất đẹp luôn. Sở hữu thùng gỗ lạng, tuyệt vời. Rất nặng, loa rất nặng anh em nhé. Đó. Và bây giờ thì mời các bác là đi ra phía sau. Đấy, đôi loa này có cái trở kháng 6 ohm, công suất 230W, các bác thấy không? Rất tuyệt. Ở đằng sau của nó đẹp phẳng lặng, cực kỳ đẹp. Và bây giờ nhiệm vụ của em là đã báo cáo rõ về giá tiền các sản phẩm đôi loa Dayton DS77HRX T-Bone VKN này có giá 11,5 triệu. Chiếc vang 1,6 triệu và chiếc đẩy của Mỹ giá 4,8 triệu. Em đang mở và vặn công suất đến đây mà các bác không nghe thấy tiếng quạt gió đúng không ạ? Không nghe thấy gì luôn. Quá là tuyệt vời. Nếu như chiếc đẩy khác mà quạt gió nó kêu thì các bác nghe như kiểu tiếng máy bay rồi. Vù 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 vù. Giống như là tiếng máy bay. Bây giờ thì em sẽ test một ca khúc của ca sĩ Tuấn Vũ. Bản liên khúc. Cái ca khúc này, liên khúc Tuấn Vũ này thì nhà các bác hay là mọi người chơi cũng đều biết đến. Nó đi sâu vào trong lòng người Việt Nam chúng ta rồi, dễ nghe, tiếng bass rất là mềm. Còn bây giờ mời anh em cùng thẩm âm. We'll be right back.
Ok, xin cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi clip của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.